chào các em hôm nay thầy sẽ giảng sang bài tiếp theo của cái chuyên đề là sóng cơ học và nội dung bài hôm nay là vô cùng quan trọng đó là giao thoa sóng thì giao thoa là một cái hiện tượng đặc trưng của sóng khi nói đến sóng bất kể là sóng cơ học hay là sóng điện tử về sau thì nó đều liên quan đến hiện tượng giao thoa và vì cái bài này thầy sẽ sử dụng các cái video cũng như các cái đoạn mô phỏng do đó mà chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp trình chiếu và đề nghị các bạn phải in cái tài liệu mà thầy gửi cho các em ra và trong quá trình nghe giảng thì ghi trực tiếp lên đó thì bài hôm nay là hiện tượng giao thoa sóng cơ học Thì đầu tiên thầy sẽ cho các bạn xem một số cái video Mà người ta đã quay cái hiện tượng giao thoa Xảy ra thực tế ở trong tự nhiên nhé Thì đầu tiên là Đây là video quay ở trên một cái mặt nước Mà thầy lấy trên internet Thì các em thấy là có hai cái quả cầu ở đây Và người ta sẽ sẽ cho hai cái quả cầu này dao động giống hệt nhau Vì dao động của hai quả cầu này giống hệt nhau Cho nên chúng ta gọi nó là hai nguồn đồng bộ nhớ chưa đồng bộ tức là dao động giống hệt nhau cả về biên độ lẫn về pha lẫn về tần số và khi hai cái quả cầu này nó dao động thì nó sẽ tạo ra hai cái hệ sóng trên mặt nước lan ra dưới dạng các cái vòng tròn đồng tâm và khi chúng nó lan vào nhau như vậy thì nó sẽ xuất hiện một hiện tượng rất đặc biệt mà các em quan sát nhé đấy cho dao động như vậy và nếu mà camera để từ trên thì các em thấy có những cái khu vực mà sóng lan là nó rất mạnh cái khu vực này những đỉnh sóng chạy nó rất mạnh đúng không nhưng mà xen kẽ giữa các cái khu vực mà sóng rất mạnh này thì lại có những khu vực mà hầu như mặt nước không dao động ví dụ như khu vực này hay là khu vực này đúng không? Đấy. Và hiện tượng mà mặt nước có những cái chỗ mà dao động rất mạnh như những cái chỗ này hay là những chỗ hầu như không dao động như chỗ này thì người ta gọi đó là cái hiện tượng giao thoa sóng cửa học. Và hiện tượng này được gây ra vì là hai cái sóng ấy nó lan truyền và nó lồng vào nhau. Và mỗi một cái phần tử môi trường thì nó tham gia đồng thời hai dao động do hai sóng truyền tới. Và tùy từng chỗ mà có những chỗ hai dao động đấy nó sẽ tăng cường lẫn nhau, nó sẽ dao động rất mạnh nhưng có những chỗ mà hai dao động đấy nó triệt tiêu lẫn nhau và nó hầu như không dao động. Thì cái hình này hơi khó quan sát bởi vì nó ở trên mặt nước à, Do đó mà ở trong một số cái phòng thí nghiệm người ta đã thực hiện lại cái thí nghiệm này Và người ta sử dụng cái hệ thống quang học để chiếu nó lên màn hình và quay lại Cho nên là nó rất là rõ nét Thì mời các em xem một cái video mà thầy tìm thấy Ở đây người ta cho hai cái hai cái quả cầu nó dao động ở đây Đúng không? Như vậy các em thấy là cái quả cầu S1 ở đây và quả cầu S2 ở đây Đây là cái đường thẳng nối hai quả cầu Thì đây là các cái đỉnh sóng nó chạy ra nhé Đấy, còn xen kẽ giữa các đường này là những cái đường mà hầu như không dao động và đây là hình ảnh mà chụp từ một cái thí nghiệm thực tế thì các em có thể quan sát. Đấy. Cái đường trung trực ở đây là một đường là dao động rất mạnh nhưng mà xen kẽ là đường không dao động đến đường dao động mạnh đến đường không dao động. Đấy. Thì cái này là cái mà rất là khó hiểu Đấy. Tại sao lại có những điểm mà nó không dao động Tại sao lại có những điểm mà nó dao động mạnh như vậy Và cái hiện tượng dao động mạnh yếu Hay là cái hiện tượng giao thoa sóng học ở đây Thì sẽ được giải thích như thế nào Thì các em sẽ xem cái phần lý thuyết giao thoa Thì mới hiểu được Bây giờ để hiểu được cái hiện tượng giao thoa là gì thì chúng ta bắt đầu vận dụng cái lý thuyết truyền sóng mà chúng ta học ở bài trước vào trong cái hình ảnh này. Thì bây giờ chúng ta xét nhé, cái quả cầu thứ nhất đặt ở cái vị trí S1 này trên mặt nước, quả cầu thứ hai đặt ở vị trí S2 này trên mặt nước và trong trường hợp đơn giản nhất như lúc nãy thì chúng ta coi như hai quả cầu này dao động giống hệt nhau cả về biên độ, cả về tần số và cả về pha. Thì bây giờ chúng ta xét một cái điểm M nào đó đang ở trên mặt nước thì nó sẽ cách cái S1 là một đoạn là D1. Đúng chưa? D1 ví dụ như là 13 cm chẳng hạn và nó cứ cách cái điểm cái quả cầu S2 này một đoạn là D2. Ví dụ như là 17 cm chẳng hạn đúng không? Thế còn ở đây L thì nó là khoảng cách S1 S2 và trong quá trình khảo sát giao thoa thì bao giờ cái L này cũng là một cái giá trị cố định và nó xác định rồi. Người ta không bao giờ thay đổi cái khoảng cách L này đâu các em nhé. Đấy. Thế thì bây giờ như này. Để cho đơn giản thì chúng ta coi như phương trình dao động của hai cái nguồn phát sóng ấy, của hai cái quả cầu tại S1 S2 này là giống hệt nhau bởi vì nó là dao động đồng bộ thì phương trình của nó sẽ là U1 bằng U2 bằng A cốt omega T. Và trong trường hợp sóng nước thì nó là sóng ngang, tức là phương dao động là phương thẳng đứng vuông góc với mặt nước, còn phương sóng truyền là phương trên mặt nước đúng không? Thì khi nó dao động cái phương trình giống hệt nhau như này thì các em biết là sóng từ S1 sẽ truyền tới điểm M đúng không? Và nó đi một cái quãng đường là D1 đúng không? Do đó mà cái dao động từ S1 truyền tới M sẽ có phương trình là U1M bằng A1 tại M và cốt omega T trừ 2 pi D1 trên lambda. Thì ở đây là tại sao loại trừ đi 2PD1 trên lambda thì cái bài trước thầy đã giảng cho các em rồi, đúng không? Đã hiểu rồi. Vì nó truyền một đoạn là D1. Thế còn A1M là vì như thế này này. A1M là biên độ của sóng giom do cái điểm S1 truyền tới điểm M, nhưng mà nó giảm dần theo thời gian, nó giảm dần theo khoảng cách. Do đó mà biên độ ở đây nó sẽ là A1M. Tương tự như vậy thì sóng từ S1 truyền tới M thì chúng ta sẽ có cái khoảng cách là D2. Do đó mà U2M nó sẽ bằng là A2M cốt của omega T trừ 2P D2 trên lambda đúng không? Như vậy biên độ hai sóng thành phần là A1M và A2M này nó sẽ khác nhau đấy bởi vì D1 và D2 có thể khác nhau. Thế còn cái pha ban đầu ở đây là D phụ thuộc D1, ở đây phụ thuộc D2 đúng chưa? À, thông thường thì rồi sau này các em sẽ biết là thường người ta coi như quá trình truyền sóng trên mặt nước thì biên độ của nó không đổi cho nên A1M sẽ bằng A2M nhưng mà khoản hãng xét đến cái đó nhé. Bây giờ nếu so sánh hai cái sóng này đây là hai cái phương trình sóng của hai sóng. Bây giờ nó chồng lên nhau. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xét riêng tại một cái điểm như là điểm M chẳng hạn. Mỗi một cái điểm M này nó sẽ ứng với một cái cặp số là D1 và D2 xác định thì chúng ta sẽ thấy ngay là độ lệch pha của hai sóng khi truyền tới điểm M hay là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại điểm M thì chúng ta sẽ nó bằng bao nhiêu? Tần số giống nhau nhé, biên độ thì ở đây chúng ta không cần quan tâm và cái pha của nó, độ lệch pha để các em lấy cái pha này trừ pha này thì chúng ta sẽ có là delta phi bằng hai pi trên lambda D1 trừ D2 và vì là độ lệch pha cho nên chúng ta phải lấy trị tuyệt đối. Và các em biết là khi tính độ lệch pha thì người ta thường chuẩn hóa về giá trị từ 0 đến pi vì cái đó phần dao động điều hòa đã nói rồi đúng không? Nhưng mà các em cũng hoàn toàn có thể để như này thì nó ra được độ lệch pha. Như vậy là cái độ lệch pha này nó không phụ thuộc vào thời gian mà nó chỉ phụ thuộc vào d1 và d2 tức là nó chỉ phụ thuộc không gian thôi đúng không? Cho nên các em nhớ là hai sóng này có độ lệch pha không phụ thuộc thời gian. Điều này thầy phải nhấn mạnh với các em bởi vì sau này khi mà học về điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa thì bao giờ chúng ta cũng có cái điều kiện là hai sóng mà có độ lệch pha không phụ thuộc thời gian mà nó chỉ phụ thuộc vào không gian, tức là phụ thuộc vào vị trí của điểm M mà thôi, được chưa? Cái điểm này rất quan trọng thầy chú ý ở đây. Ngoài ra thì như thầy đã nói với các em rồi đấy, tức là hầu hết các cái bài tập này thì các em thường gặp cái trường hợp là người ta bỏ qua sự tắt dần của hai sóng và khi đó thì đương nhiên là A1M sẽ bằng A2M và bằng A, tức là biên độ dao động của nguồn, đúng không? Và khi mà hai cái này bằng nhau rồi thì cái phương trình bây giờ ở đây thay vì a1m chúng ta sẽ có a, ở đây thay vì a2m chúng ta sẽ có a. Và đây nó chính là phương trình hai sóng thành vần truyền đến điểm m. Thế thì ở cái chuyên đề dao động cơ học các em biết là khi một cái vật mà tham gia đồng thời hai dao động thì dao động của nó sẽ là dao động tổng hợp đúng không? Và để tìm dao động tổng hợp thì các em có nhiều cách, chẳng hạn như là các em cộng hai phương trình dao động vào, hoặc là các em dùng phương pháp vector quay, hoặc là các em có thể cộng bằng cái số phức luôn ở trên máy tính cũng được thì cái điểm M này nó tham gia dao động này và dao động này. Do đó mà dao động của điểm M trong thực tế ấy, nó sẽ là tổng đúng không? Tức là chúng ta phải có cái UM nó sẽ bằng U1 cộng U2. Đây là hai dao động thành phần. Đấy. Đến đây các em bắt đầu thấy cái tầm quan trọng của việc là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số là gì rồi đúng không? Chứ còn cái phần trước học vẫn chưa biết đâu nhé. Thì bây giờ việc của chúng ta chỉ là cộng hai cái hai cái hàm cosine này vào thôi. Thì ở cái chuyên đề dao động cơ học khi dạy bài này thầy có nói là nếu như mà hai dao động mà có biên độ giống hệt nhau chúng ta dùng cộng lượng giác là nhanh nhất Còn trong trường hợp mà biên độ nó khác nhau thì chúng ta dùng vector quay đúng không Ở đây là biên độ giống nhau rồi Thì chúng ta đưa A ra ngoài Do đó chúng ta có U1M cũng U2M là bằng gì Đưa A ra ngoài thì còn cốt của omega t trừ 2 pi d 1 trên lambda Mà cộng với cốt của omega t trừ 2 pi d 2 trên lambda Và các em biết là cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt đúng không Cho nên chúng ta có được là cái phương trình dao động tổng hợp ở đây Là UM UM thì chúng ta sẽ ghi là UD1 D2 Bởi vì mỗi một điểm M ứng với một cặp số D1, D2 Cho nên là khi viết D1, D2 cụ thể ở đây thì các em hiểu là ứng với điểm M Còn T tức là đây là phương trình dao động theo thời gian Thì khi cộng cái cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt thì ở đây chúng ta sẽ có số 2A ở đây Đúng chưa? Trong đó A là là biên độ dao động thành phần và nó cũng chính là biên độ của nguồn Bởi vì sóng không tắt dần Và ở đây là chúng ta có cốt thứ nhất là gì? Là D1 trừ D2 trên lambda thì nó sẽ mất cái omega T này đi Và ở đây chúng ta sẽ còn là pi D1 trừ D2 trên lambda cái cốt thứ nhất như vậy các em thấy trong cái cốt thứ nhất này này nó không chứa thời gian đúng không nó chỉ phụ thuộc vào không gian thôi thế còn cái cốt sau là 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 hai cái này cộng với nhau trên trên hai trên chúng ta sẽ có cốt omega t trừ đi Pi d 1 cộng d 2 trên lambda đấy thế thì nhìn vào cái phương trình dao động tổng hợp này các em thấy cái điều gì thấy rất là rõ ràng cái gì nhỉ ở đây là cái cụm phía trước này là 2 a này là cốt của Pi d 1 trừ d hai lambda thì với mỗi cái điểm m xác định thì cái cụm này nó hoàn toàn xác định đúng không? Bởi vì D1 và D2 xác định rồi. Do đó mà cái cụm này nó có thể âm hoặc có thể dương. Nhưng mà thầy lấy cái giá trị tuyệt đối của nó và thầy đặt là AM thì AM ở đây nó chính là biên độ dao động của điểm M. Các em hiểu ý thầy không? Bởi vì là nếu các em thay cái cụm này là bằng AM thì cái AM ở đây và còn cốt ở đây là omega t là trừ dp d1 cộng d2 trên lambda. Và đây là một phương trình dao động điều hòa, bởi vì dao động của điểm M là dao động tổng hợp nhưng nó là dao động điều hòa, đúng không? vấn đề ở đây là nó xuất hiện thêm theta này ở đây là vì sao cái chỗ theta này nó khá là tế nhị các em ạ à, bởi vì này này cái biên độ am này thì các em chỉ lấy trị tuyệt đối của cái cụm này thôi như vậy lỡ may cái cụm này này cái cốt này này nó âm thì sao nó âm mà các em lại lấy trị tuyệt đối như vậy dấu âm nó sẽ còn nằm lại đây do đó các em đưa vào trong này thì các em sẽ phải cộng thêm pi đúng không Thế còn nếu hàm cosin này nó dương, tức là cái cụm này nó dương thì các em lấy AM bằng đúng cái cụm này thì không sao cả. Và lúc bây giờ các em chỉ cần lấy là theta nó bằng 0 là được, tức bỏ cái theta này đi. Như vậy cái phương trình này nó đảm bảo tính tổng quát còn theta có thể bằng 0 hoặc bằng pi thì tùy vào cái chuyện cái hàm cốt này nó âm hay là nó dương. Tóm lại là nếu cái cốt của pi d1 trừ d2 trên lambda mà nó lớn hơn 0 là nó dương thì cái theta này các em sẽ lấy bằng 0, tức bỏ nó đi thôi. Nhưng nếu cái cốt này này mà nó âm thì cái dấu âm này đưa vào trong này chúng ta phải cộng với pi. Do đó theta nó sẽ bằng pi. Thì đây là cái lưu ý mà khá cẩn thận để khi các em viết phương trình dao động tổng hợp các em rất dễ sơ ý và bỏ rơi mất cái theta này nhé. Thế bây giờ như thế này. Như vậy thì cái phương trình của chúng ta bây giờ là phương trình dao động tổng hợp là AM cos omega t trừ pi d1 cộng d2 trên lambda và cộng theta ở đây. Theta sẽ bằng 0 hoặc bằng bằng pi. Vậy thì cả cái cụm này này nó chính là phi và phi này nó sẽ bằng là trừ pi D1 cộng D2 trên lambda mà cộng theta thì nó chính là pha ban đầu của dao động tại M đúng không? Vì đây cũng là một dao động điều hòa thôi Do đó mà chúng ta đã chọn cái phi là pha ban đầu ở đây Thì cái phương trình này bây giờ nó sẽ thành cái là AM cos omega t cộng phi Và phi này xác định theo biểu thức này đúng không Còn AM là biên độ dao động của điểm M xác định theo biểu thức này Và cái phần này thì lý thuyết hơi lằng nhằng một chút Nhưng mà nếu các bạn theo dõi cẩn thận và ghi chép cẩn thận Thì các em cho thấy là mọi sự nó rất là chặt chẽ và logic Và không có gì là khó hiểu cả Vấn đề là các em phải nhớ cho được cái này nhé Bây giờ chúng ta xem thử một cái ví dụ nhé Là hai nguồn FMS2 đồng bộ Có U1 bằng U2 bằng 3 cốt 10 pt cm Đấy. Tốc độ sóng là V bằng 1,2 m trên dây Và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền Tìm biên độ dao động của phương phần tử môi trường Tại điểm M ứng với D1 bằng 15 cm và D2 bằng 33 cm. Như vậy các em thấy là cái điểm M ở đây xác định rồi. Trên việc của chúng ta chỉ là áp dụng các kiến thức thầy vừa hướng dẫn để mà viết phương trình này ra mà thôi, đúng không? Thì các em biết là cái phương trình dao động tổng quát tại điểm M ứng với D1 D2 có dạng là AM cốt của omega t trừ pi D1 cộng D2 trên lambda cộng theta mà theta này phụ thuộc vào cái cốt đằng trước ấy, là âm hay dương, đúng không? Cái đấy các em biết rồi. Thế bây giờ tóm lại là cái AM thì nó sẽ bằng là 2A cốt của pi D1 trừ D2 trên lambda. Ở đây lưu ý là phương trình dao động ở nguồn là pha ban đầu bằng 0 Giống như là thầy vừa đưa ra lúc nãy nhé Do đó AM như này Thì các em tính thử xem là cái hàm cốt này là như thế nào Thì chúng ta có lambda bằng V trên F bằng 24cm Bởi vì V và F người ta cho rồi đúng không F ở đây là bằng gì? Bằng 5 h đúng không? Còn V bằng 1,2m trên dây Lambda bằng 24cm Thay vào đây Thì chúng ta sẽ có ngay là cái hàm này này 2A nhân với cốt này Của pi này D1 trừ đi 2 trên lambda thay số vào thì các em sẽ tính được con số này là bằng 2 nhân 3 nhân cốt của 18 pi trên 24 là bằng âm 3 căn 2 cm. Như vậy cái cốt này nó là dấu âm. Vậy thì cái phần biên độ AM các em sẽ lấy là 3 căn 2 đúng không? 3 căn 2. Nhưng cái dấu âm này sẽ đưa vào bên trong bên này trên ta nó sẽ bằng mấy? Nó sẽ bằng pi đúng không? Do đó chúng ta đưa vào phương trình là ta nó sẽ bằng là cái cụm mà ta bằng bằng pi và chúng ta lấy trừ pi d1 cộng d2 trên lambda là đưa vào đây nữa thì cộng với pi ở đây thì chúng ta sẽ thấy nó đúng bằng pi bởi vì phần trước nó bằng 2 pi chúng ta bỏ đi k 2 pi chúng ta bỏ đi vậy thì cái pha ban đầu bằng pi do đó cái phương trình dao động tổng hợp ở đây là gì nào là bằng 3 căn 2 cốt của 10 pi t cộng pi cm Đấy, rất là rõ ràng đến đây chúng ta có một cái lưu ý này là ở đây cái điểm M nó cách S1, S2 các cái đoạn là D1, D2 thì rõ rồi đúng không? Nhưng mà cái phần trước là thầy cho cái dao động của nguồn ấy là bằng A cốt omega t tức là cái pha ban đầu phi của nó thầy cố tình lấy bằng không cho nó dễ. Nhưng mà trong thực tế nếu bài toán người ta cho cộng phi ở đây thì bài toán cũng không hề khó hơn một chút nào. Bởi vì lúc bây giờ phương trình U1M là bây giờ nó là omega t cộng phi trừ 2 pi d1 trên lambda, tức là nó cộng thêm cái phi vào đây. Và cái U2M thì cũng cộng thêm phi vào đây. Đúng chưa các em? Nhưng mà khi các em cộng cái này lại thì chúng ta sẽ có UM vẫn bằng U1 cộng U2 bình thường và cái phương trình tổng hợp ở đây thì các em thấy là cái vế vế đằng trước nó vẫn là pi d1 trừ d2 trên lambda là cái cụm này giống hệt như phần trước. Còn nó khác một chút tức là ở trong cái phần cosin này thì nó sẽ cộng thêm phi ở đây. Đúng không? Trường hợp phi bằng 0 là cái trường hợp lúc trước còn bây giờ phi là số bất kỳ các em cộng vào đây. Và như vậy thì à, khi mà các em đặt cái biên độ là bằng trị tuyệt đối của cái này, đúng không? Thì cuối cùng là khi đưa AM vào thì các em sẽ thấy là xuất hiện thêm cái theta ở đây nữa. Và lúc bây giờ là là U tại điểm M là bằng AM cos omega t cộng phi trừ đi pi d1 cộng d2 trên lambda và cộng với theta. Và theta này sẽ là bằng 0 khi cái cốt này dương, còn theta này là bằng pi khi cốt này âm. Và cái phương trình của nó hoàn toàn là giống như là cái trường hợp lúc nãy thầy chú ý, khác mỗi cái là cộng với phi ở đây thôi, nhớ chưa? Cho nên là đừng có bối rối khi các em thấy nó xuất hiện cái pha ban đầu ở đó. Ta xem một cái ví dụ ở chỗ này nhá trên mặt nước có hai nguồn phát sóng MS2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình giống hệt nhau. Ở đây cũng là hai nguồn đồng bộ. Nhưng mà U là bằng 4 cốt 10 PT cộng PT 3 cm. Như vậy ở đây các em thấy nó xuất hiện cái pha ban đầu khác không đúng không? Tốc độ truyền sóng bằng 15 cm trên giây. Điểm M trên mặt nước cách các nguồn S1 và S2 các khoảng cách tương ứng là 13 cm và 18 cm. D1 đây, D2 đây. Tính độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M. Đấy. Như vậy các em phải viết phương trình của hai sóng thành phần rồi so sánh pha của chúng với nhau. Các em biết là độ lệch pha nó không phụ thuộc vào thời gian đúng không? Thì ở đây là chúng ta đã có D1 D2 rồi. Thì Chúng ta có lambda bằng V trên F và bằng 15 phần 5 bằng 3 cm kia đã đúng không? Và đây là phương trình dao động uh, từ S1 mà truyền tới M thì bằng A1M cốt của 10 PT cộng P trên 3 này xong rồi trừ 2 PD1 trên lambda. Được chưa? Và phương trình sóng từ S2 truyền tới M cho là U2M bằng A2M cốt của 10 PT cộng P trên 3 trừ 2 pi d2 trên lambda. Như vậy xuất hiện thêm cái pi trên 3 ở đây. Và bài toán này nó không hỏi dao động tổng hợp mà nó hỏi độ lệch pha của hai dao động thành phần. Thì các em lấy cái pha này các em trừ đi cho nhau thì chúng ta sẽ có ngay là độ lệch pha delta phi thì nó sẽ trừ đi sẽ mất là 10 pt cộng pi trên 3 mất thì còn là 2 pi trên lambda d1 trừ d2. Và độ lệch thì phải lấy thủy tuyệt đối đúng không? Do đó mà thay số vào các em sẽ tính được chỗ này là bằng 2 pi trên 3 xong 18 trừ 13 và nó sẽ là bằng 10 pi 3. Và 10 pi 3 ở cái chỗ này thì các em thấy là trừ đi 6 pi 3 thì nó sẽ bằng 2pi ở đây rồi đúng không? Và nó còn lại là 4pi trên 3. Thế thì cái 2pi này chúng ta bỏ đi. Nếu mà k2pi thì bỏ đi. Như vậy cái độ lệch pha ở đây là bằng 4pi trên 3. Nhưng mà 4pi trên 3 thì đúng nhưng mà chưa chuẩn hóa. Khi chuẩn hóa chúng ta phải lấy làm sao để cho nó nằm trong cái khoảng mà nhỏ hơn pi. Do đó các em phải lấy 2pi mà trừ đi 4pi trên 3 ở đây thì chúng ta được cái giá trị là 2pi trên 3. Và độ lệch pha của hai dao động thành phần tại m là 2pi trên 3. Cái này mới là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái dạng toán mà khá là phức tạp nhưng mà lại rất là hay hỏi trong đề thi nhé. Thì so sánh dao động của hai phần tử môi trường ở trong giao thoa. Thì các em biết là khi mà giao thoa xảy ra thì cái dao động của phần tử môi trường nó là dao động tổng hợp của hai dao động thành phần truyền từ S1 tới và S2 tới đúng không? Như vậy mỗi một cái phần tử môi trường nó sẽ ứng với một cái cặp số D1 D2 xác định và các em có thể viết được phương trình của nó. Và bây giờ chúng ta có hai phần tử môi trường thì chúng ta viết được hai phương trình và chúng ta so được với nhau đúng không? Thì bây giờ như này, đây là s1, s2 là hai nguồn. Trong trường chúng ta đang xét là hai nguồn đồng bộ và cách nhau một đoạn l là xác định rồi, đúng không? Ở đây chúng ta uh, cho cái phương trình dao động tại nguồn mà cho nó đơn giản nhất thì chúng ta coi như phương trình u1 bằng u2 bằng A cos omega t đi. Pha ban đầu bằng 0 được chưa? Là hai nguồn đồng bộ. À, cái điểm m này thì nó cách s1 một đoạn là d1m và cách s2 là d2m. Bây giờ nếu cho thêm một điểm n nữa thì nó sẽ có một cặp số tiếp theo là d1n và d2n, đúng chưa? À, bây giờ chúng ta thấy như này này, giao động tổng hợp tại điểm M với cái dao động ở nguồn như này thì tại M chúng ta sẽ có là UM nó sẽ bằng là 2A cốt của P D1 trừ D2 trên lambda nhân cốt của Omega T trừ P D1 cộng D2 trên lambda. Cái này vừa nói lúc trước đúng không? Thì bây giờ để viết phương trình dao động của điểm M chúng ta chỉ cần thay cái D1 này bằng D1M, D2 này bằng D2M. Còn để viết phương trình dao động của điểm N chúng ta thay cái d D1 này bằng D1N và D2 này là tất cả D2 bằng D2N. Như vậy thì từ cái phương trình tổng quát như này và thay vào các số liệu cho thì chúng ta sẽ được biểu thức của UM nó sẽ bằng là AM cốt của omega t cộng phi m. Đúng chưa? Đấy, phi m là nó bằng cái cụm này mà cộng với theta này và theta ở đây phụ thuộc vào cái chỗ này là nó dương hay nó âm, đúng chưa? Nếu cốt mà dương thì là theta bằng 0 mà cốt âm thì theta bằng pi, thầy đã nói rồi. Nhưng tóm lại từ đây thì suy ra UM và từ đây cũng suy ra được UN. À, lưu ý với các em là trong trường hợp mà hay gặp nhất thì AM và AN nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Và nó sẽ bằng hai lần là gì? Hai lần a lớn nhá. Tại sao lại hai lần a lớn? Bởi vì nó là phương trình dao động tổng hợp chứ nó không phải là phương trình sóng thành phần đâu nhá. Mà dao động tổng hợp thì AM này bằng 2 a lớn và AN bằng 2 a lớn. Nếu như người ta bỏ qua sự tắt dần của gì? của hai sóng. Đấy. Thế bây giờ có hai cái dao động này rồi và điểm M và điểm N ở đây thì nó có thể là một điểm bất kỳ. Thầy ví dụ như điểm M và điểm N các em hoàn toàn có thể chọn nó nằm trên đường trung trực của S1 S2. Thậm chí điểm M em có thể chọn trùng với S1 lúc trùng với S1 thì D1M bằng 0 và D2M đúng bằng L luôn hoặc là thậm chí em có thể chọn điểm N trùng với S2 lúc trùng với S2 thì D1N bằng L và D2N bằng bằng 0 tức là trong trường hợp này thì MN là thầy đang cho tổng quát và các em có thể lựa chọn tùy ý. được chưa và như vậy thì các em thấy như này này ta xét cái trường hợp đơn giản nhất mà lại rất hay gặp trong đề thi nhé đó là ở đây cái đoạn m 1 s 2 nó có một cái đường trung trực ở trên mặt nước như này đúng không và trung điểm của đoạn m 1 s 2 là điểm O chẳng hạn được chưa thì lúc bây giờ nếu mà cái điểm M của chúng ta nằm ở trên đường trung trực này Thì các em thấy là nó cách đều S1, S2 cho nên là D1 M là bằng D và D2 M cũng bằng D luôn Bởi vì nó là đường trung trực đúng chưa Và lúc bây giờ chúng ta thay cái D1 và D2 này bằng D Thay vào đây thì chúng ta có D1 trừ D2 này bằng 0 Cho nên cái hàm cốt này nó bằng 1 Và lúc bây giờ phương trình dao động của điểm M Thì nó sẽ bằng là 2A cốt omega T trừ 2P D trên lambda Trong đó D là khoảng cách từ điểm M này tới một trong hai nguồn nó Như nhau, được chưa? Đấy. Thế bây giờ như thế này Ở đây thầy lưu ý với các em nhé Là cái điểm M này nó sẽ chạy trên cái đường trung trực này Cho nên là cái khoảng cách D này nó luôn lớn hơn cái khoảng cách là từ OS2 hay là OS1 Tức là cái cái M này này, cái D này nó luôn lớn hoặc bằng là L trên 2 Đúng chưa? Điều kiện ở đây là lớn hoặc bằng L trên 2 Và khi D mà bằng L trên 2 thì điểm M nó sẽ trùng với gì? Nó trùng với điểm O Được chưa? Đấy. Thế bây giờ như thế này Nếu chúng ta cho M trùng với điểm O thì lúc bây giờ D1 bằng D2 bằng D này Và nó sẽ bằng đúng L trên 2 Như thầy vừa nói là xảy ra trường hợp M trùng với O Thì thay nó bằng L trên 2 vào đây Thì chúng ta sẽ thấy ngay phương trình dao động tổng quát của điểm O Là bằng 2A cốt của omega T trừ L đi trên lambda Trong đó L là khoảng cách giữa F và 2 Hiểu chưa? Khá là dễ hiểu đúng không? ở đây lưu ý với các em là Cái dao động F1 S2 này là theo phương trình này đây nó là dao động kích thích tại nguồn dao động mà do ở bên ngoài cưỡng bức cái nguồn nó dao động ví dụ các em cầm tay các em rung như này thì đó chính là dao động rung nhưng mà cái phần tử môi trường tại nguồn ấy thì nó cũng không nó cũng không chỉ dao động theo phương trình này đâu mà thực ra nó còn dao động tổng hợp tại nguồn nữa thì phương trình dao động tổng hợp tại nguồn các em sẽ phải dựa vào cái phương trình này nhưng mà khi tại nguồn thì các em cho d 1 bằng 0 và d 2 bằng l à, cho nên chúng ta sẽ có là phương trình dao động tại nguồn s 1 hay s 2 sẽ giống hệt nhau đúng không? VS1 thì D1 bằng 0, D2 bằng L, VS2 thì gì? Thì D1 bằng L, D2 bằng 0. Thì phương trình dao động tổng hợp ở đây sẽ bằng 2A cốt của pi trên lambda, pi L trên lambda vì D1 cộng D2 bằng L mà. Và cốt ở đây là omega T trừ pi L trên lambda. Nhưng mà thầy lưu ý với các em là trong hầu hết các trường hợp trong đề thi người ta sẽ không đề cập đến phương trình dao động tổng hợp tại nguồn. Cho nên cái này thầy nói ra để cho những cái bạn học giỏi thì sẽ đỡ thắc mắc là tại nguồn thì tại sao thầy lại vẫn lấy dao động này mà trong khi thực tế nó là dao động tổng hợp do đó mà thầy đề nghị đoạn này các em lấy bút gạch cái này đi cho thầy ở trên cái tờ thầy phát gạch nó đi để hiểu là cái này thường không được đề cập nhưng mà nó có để hiểu là thầy nam hiểu tất cả các vấn đề nhớ chưa thế tóm lại là chúng ta coi dao động kích thích tại nguồn ở đây dao động của điểm o đây và dao động của điểm m ở đây và nó đều phụ thuộc vào tại m là d đúng không tại o là l đấy thế bây giờ so sánh như thế nào các em cho thấy như thế này này Chẳng hạn như là bài toán yêu cầu các em là tìm điều kiện để m cùng pha với dao động kích thích tại nguồn. Tức là để m này này nó sẽ dao động cùng pha với cái này. Nhớ chưa? Khi người ta yêu cầu các em so sánh dao động tại một điểm với dao động tại nguồn thì các em hiểu đó là dao động kích thích. Thì nếu so sánh hai cái này thì các em thấy ngay là cái pha của nguồn là omega t còn pha của điểm m là omega t trừ 2 pi d trên lambda. Như vậy cái độ lệch pha sẽ là 2 pi d trên lambda. Đúng chưa? Đấy. Và để cho hai cái này là dao động cùng pha với nhau Điểm M này và nguồn dao động cùng pha Thì cái độ lệch pha này là 2P trên lambda Nó phải bằng K lần 2P K lần 2P từ đó các em rút ra được là gì Là D nó sẽ bằng là là K lần lambda Đúng không? Bỏ 2P đi Và D bằng K lần lambda Và các em nhớ là cái D này nó phải lớn hơn bằng L trên 2 Đúng không? Bởi vì nó đang so với S1 hoặc S2 Nhưng lớn hơn bằng L trên 2 Và từ đây các em rút ra được là K nó sẽ lớn hơn bằng là L trên 2 lambda Đấy Thế thì ở đây các em bắt đầu chọn các giá trị K nguyên thôi nhé thì các em sẽ ứng với mỗi giá trị của K thì các em sẽ tính được một giá trị của D Và mỗi giá trị của D thì cho các em được cái cái vị trí cụ thể của điểm M mà thỏa mãn điều kiện này Được chưa nào? Tí nữa làm ví dụ các em sẽ hiểu rõ hơn nhé yeah. Ngoài ra thì nếu như người ta lại bắt các em là tìm cái vị trí điểm M Để mà M ngược pha với dao động kích thích tại nguồn Ở trên là cùng pha mà ở dưới là ngược pha Thì để ngược pha thì cái độ lệch pha này này Đây là 2 pi D trên lambda nó phải bằng K 2 pi Thực ra cộng hay trừ pi đều được nhưng mà thầy lấy cộng pi Và từ đây các em cũng rút ra được là D nó bằng là K cộng 1 phần 2 là lambda Và đương nhiên D này nó phải lớn hơn bằng L trên 2 Cái này thầy nói rồi đúng không Và từ đây các em cũng rút ra được là K nó lớn hơn bằng là L trên 2 lambda trừ 1 phần 2 Thì đây là một số Và các em thay L vào lambda vào các em sẽ được là K lớn hơn bằng một cái giá trị nào đó Và nhớ là K phải nhận các giá trị nguyên Và mỗi một giá trị nguyên của K thì sẽ ứng với một cái vị trí điểm M Và cái K nhỏ nhất ở đây hay là k ở trên này nhỏ nhất mà nguyên thì nó ứng với cái vị trí điểm m mà gần ô nhất nhớ chưa bởi vì là khi k nhỏ nhất thì d nó sẽ nhỏ nhất đấy thì đây là hai trường hợp mà rất hay gặp thầy sẽ nói thêm một chút các em cố gắng theo dõi cẩn thận bởi vì phần này hơi phức tạp là bây giờ nếu như m mà nó không so với cái nguồn mà điểm m này nó yêu cầu so sánh với dao động tại ô thì các em không so sánh cái này với cái này mà các em sẽ so sánh phương trình này và phương trình này và đây cũng là một dạng câu hỏi rất hay gặp trong đề thi nhớ chưa thì khi so sánh cái này với cái này thì các em so sánh hai cái pha ban đầu, cái này và cái này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là để M và O cùng pha với nhau. Tức là dao động của phần tử môi trường tại một điểm nằm trên đường trung trực. So với cái trung điểm của cái cái đường M2 thì để cùng pha thì chúng ta sẽ thấy ngay là ở đây là cái độ lệch pha là các em lấy nào? Cái trên trừ cái dưới thì nó sẽ bằng là 2 pi nhân với 2d trừ l trên lambda và nó phải bằng k lần 2 pi, đúng chưa? lấy cái này trừ cái này nó sẽ ra con số này và bằng k lần 2 pi. Từ đây các em cũng sẽ rút ra là d nó sẽ bằng là l trên 2 cộng k lambda. Và đương nhiên là cái d này phải lớn hơn l trên 2. Lúc trước là khi chúng ta so sánh m với s thì chúng ta lấy lớn hơn hoặc bằng lớn hơn hoặc bằng tại sao? Bởi vì khi so sánh với s thì l hoàn toàn có thể trùng với o. Nhưng mà ở đây đang so sánh dao động giữa điểm M và điểm O thì chúng ta không thể lấy dấu bằng được Bởi vì nếu lấy dấu bằng thì nó trùng với O mất thì không so sánh được Cho nên trong trường này phải lấy lớn hơn, được chưa? Và từ đây thì chúng ta rút ra được là K của chúng ta là lớn hơn 0 Đấy. Trường này thực ra các em có thể nhớ được Nhưng mà thôi hiểu vẫn tốt hơn thì K lớn hơn 0 thì K có thể nhận các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6 Và cái điểm M mà gần ô nhất Mà dao động cùng pha với nó thì ứng với K bằng 1 Đúng không? Và thay K bằng 1 vào các em sẽ tính được cái D ở đây Đúng không? Và cái đề ở đây thì các em sẽ tính được Y Bởi vì các em thấy không? Là cái tam giác MOS2 này là một tam giác vuông Vậy Y là một cạnh và D là cạnh huyền Thì có thể dùng Pythagore để tính ra Y Được chưa các em? Ngoài ra thì để mờ mà, mà ngược pha với ô thì sao? Mờ ngược pha với ô thì cái độ lệch pha này, cái này trừ cái này lại bằng gì? K lần 2P cộng pi đúng không? Tức là cái cụm pi này, 2D trừ L trên lambda là bằng K lần 2P cộng pi Và từ đây các em sẽ rút ra được là D nó sẽ bằng là gì? Là L trên 2 cộng lambda trên 2 cộng K lần lambda. Và nó phải lớn hơn L trên 2 bởi vì D lớn hơn L trên 2, không lấy bằng nhé. Và từ đây rút ra được là gì? Là K nó sẽ lớn hơn là bằng âm 1 phần 2. Như vậy K nó sẽ nhận các giá trị từ 0 trở lên, đúng không? Do đó mà từ 0 thì cái k nhỏ nhất nó bằng 0 và khi k bằng 0 các em thay vào các em tính được d thì đó chính là cái cái điểm m mà gần o nhất mà dao động ngược pha với điểm o. Đấy. Thì cái này là khá phức tạp và các em phải bình tĩnh xem cho nó kỹ, nếu chưa hiểu có thể xem lại. Và sau khi xem xong thì sẽ xem các cái ví dụ phía sau mà thầy giải cho các em thì các em sẽ hiểu sâu sắc vấn đề này, được chưa? Bài toán nó cũng nó cũng phức tạp nhưng nó không quá khó hiểu. Đấy. Ta xem thử một ví dụ nhé là trên mặt nước có hai nguồn sóng điểm là SMS2 cách nhau 13 cm đang dao động điều hòa với phương trình giống hệt nhau. Đấy, hai nguồn đồng bộ đúng không? L là bằng 13 cm. Tần số sóng bằng 24 Hz và tốc độ sóng bằng 60 cm trên giây. Biên độ sóng thì bằng nhau tại mọi vị trí có nghĩa là trong quá trình truyền sóng thì không có tắt dần. Gọi O là trung điểm của đoạn s 2 điểm M ở mặt nước trên đường trung trực của MS2, sao cho M dao động cùng pha với dao động kích thích tại nguồn. Đấy, là dao động tại f 1 2 tính khoảng cách gần nhất từ M tới O. Như vậy cái này rơi vào cái trường hợp đầu tiên thầy xét đúng không? Thì ở đây các em thấy này, là S1 ở đây, S2 ở đây. Đúng không? Và điểm O ở giữa đây và điểm M ở đây. Thì M ở đây nó sẽ cách đều F1S2 các cái quãng là D, đúng chưa? Và uh, nếu mà F1S2 dao động với phương trình là A cos omega t thì các em sẽ thấy ngay là ở đây A cos omega t À, còn trong trường tổng quát thì các em cứ cho cộng phi cũng được, chả sao hết nhé. Thì lúc bây giờ phương trình dao động của M nó sẽ là 2A cốt omega t cộng phi trừ 2PD trên lambda. Đấy, cái này thầy nói lúc nãy rồi đấy. Còn nếu mà bài toán cho phi bằng 0 thì các em bỏ phi đi thôi, được chưa? Thế bây giờ các em so sánh phương trình dao động của M và của nguồn và nó cùng pha với nhau thì tức là lấy cái này trừ cái này thì cái omega t cộng phi nó sẽ mất đi, đúng không? À, cho nên là để cùng pha thì các em sẽ có điều kiện ở đây là delta phi nó sẽ bằng là pi nhân với 2D trên lambda nó phải bằng gì? k lần 2 pi được chưa ở đây lambda tính được là bằng gì là bằng v trên f đấy nhá thế thì bây giờ nhỉ d ở đây các em rút ra nó sẽ bằng là k lần lambda và d này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng l trên 2 ở đây sở dĩ lấy được dấu bằng là bởi vì các em đang so m với F một hoặc hai do đó mà m hoàn toàn có thể trùng với o cho nên là d hoàn toàn có thể lấy dấu bằng được chưa thế bây giờ lambda bằng v trên f bằng 2,5 cm đây rồi là các em biết rồi thay số vào đây thì các em sẽ có ngay là à, ở đây là gì nhỉ? Rút ra là K nó sẽ là lớn hơn bằng là L trên 2 lambda Thì L ở đây là bằng 13, 2 lambda thì biết rồi Và tính ra bằng 2,6 Như vậy K nó nhận giá trị nguyên và nó lớn hơn 2,6 Do đó một cái K nhỏ nhất nên nó sẽ bằng 3 đúng không Mà K nhỏ nhất thì ứng với cái D này nó sẽ nhỏ nhất D nhỏ nhất thì cái Y này nó nhỏ nhất Cho nên là cái điểm đấy nó sẽ gần ô nhất Thì chúng ta lấy K bằng 3 thì chúng ta tính ra được là D là D min là bằng 3 x 2,5 Đây này K lambda này D nhân x... 3 x 2,5 bằng 7,5 cm. Vậy thì các em đã biết cái D này bằng 7,5 cm, còn cái OS1 này là bằng L trên 2 là bằng 6,5 đúng không? Do đó mà các em tính được y này thông qua cái công thức của định lý Pythagore thì y min này bằng căn của là D min bình phương mà trừ đi L trên 2 tất cả bình phương và nó sẽ bằng căn 14 cm. Đấy các em bấm máy tính là ra được con số này. Tất nhiên là cái câu này người có thể hỏi ngược pha và bài toán nó sẽ lệch đi một chút Bởi vì lúc bây giờ thì cái này nó sẽ bằng K lần 2P cộng P Và các em có thể xử lý nó rất là đơn giản, không có gì khó ở đây cả nhé à, Ta xem mấy câu này nhé Cho hai nguồn sóng trên mặt nước FMS2 đang dao động với U1 bằng U2 bằng 3 cốt 40 pt cm Như vậy là đồng bộ đúng không? Tốc độ sóng là 60 cm trên dây và biên độ sóng không đổi Điểm O là trung điểm của FMS2 và điểm M nằm trên mặt nước thuộc trung trực đoạn FMS2 Vị trí điểm M dao động cùng pha với O và cách O một khoảng gần nhất là 4 căn 3 cm. Đấy, nó lại cho cái điều kiện này trước. Dao động cùng pha và gần nhất là 4 căn 3. Bây giờ tìm khoảng cách gần nhất từ O tới M nhưng mà lại dao động ngược pha. Đấy, nó cho dao động cùng pha là cách bao nhiêu nhưng mà nó lại hỏi dao động ngược pha cách bao nhiêu. Thì bài toán này cái độ phức tạp của nó là tăng lên gấp đôi. Đấy. Thì bây giờ ở đây chúng ta có S1 S2 đây, đúng không? O đây và M đây, cách một đoạn D. Còn khoảng cách từ M tới O là Y, đúng chưa? Đây L trên 2, L trên 2 Thì bây giờ chúng ta đã có cái phương trình dao động của điểm O này Như lúc nãy thầy nói là các em chỉ cần cho là D1 uh, bằng D2 bằng là L trên 2 Thì ta được là UO bằng 2A cos omega T trừ LP trên lambda Đúng chưa? Thế còn dao động của điểm M thì là bằng 2A cốt omega T trừ 2PD trên lambda Đúng không? Và để hai thằng này nó dao động cùng pha thì cái độ lệch pha ở đây nó sẽ phải bằng k 2 pi Do đó mà chúng ta sẽ có ngay là delta phi bằng là là pi 2D uh, trừ L trên lambda và nó bằng k lần 2 pi, được chưa? Và từ đây các em sẽ rút ra là d bằng l trên 2 cộng k lần lambda và cái này phải lớn hơn gì? Là l trên 2, không lấy dấu bằng vì vì đang so sánh m với o nên không lấy dấu bằng được. Thì từ đây chúng ta sẽ có là gì nào? Là do ở đây thấy ngay lập tức là là rút ra k là lớn hơn 0. Lúc nãy thầy nói đấy, mà k lớn hơn 0 thì k nhận các giá trị là từ 1 trở lên. Do đó mà trường hợp mà điểm m gần o nhất thì phải ứng với k bằng 1. Và từ K bằng 1 các em thay vào đây thì các em cho thấy ngay là cái D min này nó sẽ bằng L trên 2 cộng lambda Thay K bằng 1 vào đây đúng chưa Đấy. Và D min bằng như vậy thì chúng ta sẽ có Y min Thì sử dụng cái định lý Pythagore cho tam giác là MOS2 Thì chúng ta có Y min bằng căn của D min bình phương Mà ở đây là gì trừ đi L trên 2 tất cả bình phương và tính được là bằng 4 căn 3 cm không phải tính được đâu mà bài toán nó cho bốn căn 3 đúng không Ở đây chúng ta thấy là D min thì nó bằng như thế này rồi L trên 2 cộng lambda mà ở đây lambda thì chúng ta tính được đúng không? Là bằng 3 cm đây. Lambda bằng VDN bằng 3 cm. Thì thay vào đây các em biến đổi một chút các em sẽ tìm ra được L là chúng ta sẽ tính được L bằng 13 cm. Và bây giờ sau khi tính L bằng 13 cm thì chúng ta bắt đầu thay vào cái điều kiện tiếp theo để chúng ta xử lý bài toán này nhé Là bây giờ như này. Là chúng ta xem cái điểm M này mà nó dao động ngược pha với O thì sao? Thì khi M dao động ngược pha với O thì cái hiệu số pha này nó sẽ bằng K lần là 2P cộng P đúng không? Cái này sẽ bằng là à, P 2D trừ L trên lambda bằng K lần 2P cộng P. Và từ đây các em cũng rút ra được D là bằng L trên 2 cộng lambda trên 2 cộng K lambda Và cái này cũng lớn hơn là L trên 2 bởi vì là M không thể trùng ô được đúng không Và từ đây thì chúng ta rút ra được là gì Là K lớn hơn là âm 1 phần 2 Đấy trường hợp này là K lớn hơn âm 1 phần 2 Và chúng ta sẽ có ngay là cái K min của chúng ta nó sẽ là bằng 0 Bởi vì là lớn hơn âm 1 phần 2 thì là 0, 1, 2, 3, 4 thì bằng 0 Mà K min bằng 0 thì chúng ta tính là cái D min này này D min bằng L trên 2 cộng ra trên 2 Các thay vào nó sẽ bằng 8 cm Và trong đường này tính được D min rồi Thì chúng ta tính được i min đúng không i min thì bằng căn của gì Của D min bình mà trừ L trên 2 bình đúng chưa Đấy và thay vào thôi Bởi vì là ở đây chúng ta biết được D min rồi Chúng ta biết L trên 2 rồi vì L là bằng 13 đúng không Thì chúng ta tính ra được cái khoảng cách này là bằng 4,66 cm Vậy thì cái bài này thầy nghĩ nó là một cái bài mà ở mức 4 đấy tức là bài mức vận dụng cao và tính toán khá phức tạp nhưng mà về phương pháp mà nói thì các em đã nắm được rồi bởi vì phần lý thuyết thầy đã trình bày khá là kỹ ta xem thêm một cái bài ví dụ khá là hay nữa nhé trong giao thoa sóng nước hai nguồn S1, S2 cách nhau 16 cm dao động cùng biên độ cùng pha cùng tần số là 16 Hz như vậy đây cũng là dao động đồng bộ tốc độ truyền sóng là 40 cm trên dây ở mặt nước trên đường trung trực của đoạn S1, S2 có điểm M ở cách S1 một khoảng là 10 cm đấy nó cách S1 10 thì nó cách S2 cũng là 10 đúng không? Và một cái điểm N dao động ngược pha với M. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N. Đấy, bài này bắt đầu là nó sáng chế thêm ra. Thì ở đây các em thấy không? Là cái đường trung trực qua O là đây rồi đúng không? Và chúng ta có điểm M này mà nó cách S1 là 10 thì đương nhiên nó cách S2 cũng phải là 10. Tức là D1 bằng D2 bằng D bằng 10 cm được chưa? Tho còn cái điểm N thì nó cũng nằm ở trên cái đường này. Và nó cách S1D thì nó cách S2 cũng là D và để n nó không trùng với m thì đương nhiên là d nó phải khác 10 nhưng mà d có thể lớn hơn 10 hoặc nhỏ hơn 10 nhưng mà d này đương nhiên là nó phải lớn hoặc bằng 8 bởi vì sao bởi vì nó nó nằm trên đường trung trực được chưa bây giờ chúng ta tìm điều kiện xem là cái dao động của m và n mà muốn ngược pha nhau thì làm sao nhé thì chúng ta đã có là dao động của hai nguồn là giống hệt nhau chúng ta chọn cái pha ban đầu bằng 0 cho dễ xử lý được chưa nào à, bước sóng lambda bằng v trên f bằng 2,5 cm số liệu cho để tính rồi đúng chưa thì ở đây là tại điểm N này là ứng với cái D này thì chúng ta sẽ có phương trình dao động tại N là bằng 2A cos omega t trừ 2 pi d trên trên lambda là trên 2,5. Đây là dao động của N. Thế còn dao động của điểm M thì sao? Thì chúng ta chỉ cần thay cái D này bằng 10 thôi. Vì N nó chạy thì khi nó trùng với M thì D bằng 10, cho nên chúng ta sẽ có UM là bằng là 2A cos omega t trừ 2 pi nhân 10 trên 2,5. Thì các em thấy này, cái 10 trên 2,5 bằng 4, cho nên trừ chỗ này là trừ 8 pi mà 8 pi là bằng 4 lần 2 pi bỏ đi. Coi như cái cụm này bỏ đi. Do đó mà UM nó sẽ bằng 2A cos omega T, còn UN bằng 2A cos omega T trừ 2PD trên 2,5. Như vậy cái độ lệch pha giữa hai dao động này nó sẽ là 2PD trên 2,5. Và để cho hai dao động này ngược pha, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là delta phi bằng 2PD trên 2,5 phải bằng k lần 2 p cộng với pi. Đấy, và từ đó chúng ta rút ra được D là bằng 2,5k cộng 1,25. Và D này thì đương nhiên nó sẽ phải lớn hơn là hoặc bằng 8 rồi đúng không? Đấy. Và chúng ta bây giờ như này này Vấn đề là khi K chạy Nhận các giá trị nguyên đúng không 0, 1, 2, 3, 4 này, nhận các giá trị nguyên thì D nó sẽ chạy Và các em cho thấy điểm M này Khi D lớn hơn 10 thì là điểm N nằm phía trên điểm M một chút Và khi D nhỏ hơn 10 thì nằm phía dưới Và chúng ta thử dò xem Thì chúng ta thấy là nếu như ở đây là K bằng 3 Thì D nó sẽ nhỏ hơn 10 Và K bằng 4, K bằng 4 thì 2,5 x 4 là bằng 10 Cộng 1,25 như vậy là 11,25 cm là cái điểm N nằm ngay phía trên còn điểm K bằng 3 ở đây là bằng 7,5 mà cộng với là 1,25 thì ở đây các em sẽ thấy cái điểm N nó nằm ngay dưới nhé. Thế bây giờ cái điểm N nằm ngay dưới thì chúng ta sẽ thấy là cái D N2 bằng 8,75 ở đây đúng không? Thế khi cái điểm N nó nằm ở phía trên ấy thì khoảng cách từ O tới N thì nó bằng mấy? Các em biết là D lúc bây giờ bằng 11,25 cm thì từ O tới N các em phải dùng định lý Pythagore thì nó sẽ là bằng căn của 11,25 bình phương trừ 8 bình đúng không? và nó bằng 9,7,91 cm là ON lúc bây giờ là N1 nằm phía trên. Còn khi mà điểm N nằm phía dưới điểm M thì chúng ta cũng dùng Pythagore chúng ta tính được ON2 bằng căn của 8,75 bình phương. Đúng không? Mà trừ đi 8 bình phương là bằng 3,54 cm, đúng không? Như vậy các em nhớ nhé, để dao động ngược pha thì chúng ta có điểm N1 ở phía trên và điểm N2 ở phía dưới điểm M. Với ON1 ở đây là bằng 7,91 và ON2 bằng 3,54. Bây giờ chúng ta xét nhé. Là vì ON1 này là bằng là bằng 7,91 Còn OM thì chúng ta tính được là bằng bằng 6 nhé OM bằng 6 cho nên chúng ta sẽ có là MN1 là bằng 7,91 trừ 6 là bằng 1,91 cm Là cái điểm phía trên Còn cái MN2 là bằng 6 trừ là 3,54 là bằng 2,46 cm Như vậy thì chúng ta thấy cái điểm N1 này gần M hơn cho nên là cái khoảng cách gần nhất của nó phải là 1,91 Chứ nó không nhận giá trị là 2,46 đâu Do đó mà bài này mặc dù nó hỏi để chúng ta tính ra giá trị là 1,91 Nhưng mà thực ra chúng ta vẫn phải tính cả hai trường hợp xong rồi chúng ta so Do đó bài toán này nó cũng là bài toán ở mức 4 đấy Chứ không phải là ở mức 1, 2, 3 đâu nhé Thì đến đây thì thầy lưu ý các bạn như thế này nè Mặc dù bài này chúng ta học về giao thoa sóng cơ học nhưng mà thầy mới trình bày cho các em về cái hiện tượng giao thoa Sau đó thì chúng ta toàn dành thời gian để xử lý cái dao động tổng hợp tại điểm M rồi so sánh dao động giữa các cái phần tử môi trường với nhau mà chúng ta chưa trực tiếp nghiên cứu vào cái hiện tượng giao thoa vị trí của các cực đại và cực tiểu giao thoa như thế nào bởi vì cái phần này nó rất là lớn cho nên là thầy buộc phải tách nó ra thành hai phần thì hôm sau thầy sẽ dạy tiếp về cái phần số 2 đấy chưa và các em lưu ý nữa là bài tập phần này rất là nhiều do đó mà sau khi hiểu cái bài giảng này của thầy rồi thì làm bài tập cho nó kỹ lưỡng để mà có thể chiếm lĩnh được cái tri thức mà thầy truyền cho các em à, chúc các em học tốt và hẹn gặp các em trong cái bài giảng tiếp theo